Ok nha các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã tới được Tây Ninh nha các bạn. Ok, hello các bạn nha. Hiện tại thì mình và Caravan đang đứng trước chỗ mà ở trong gọi là cái khu này là khu là tòa thánh của đạo Cao Đài của ở thành phố Tây Ninh nha. Gọi là phải nói là cái tòa thánh là lớn nhất của Việt Nam nha các bạn. Thì đây thì mình đi vòng vòng đi, mình có cái gì đẹp thì mình check in cho các bạn cùng coi nha. Ok, giờ mình đi vòng vòng để mình quay thôi. Nắng quá nắng này. Đâu có rộng nhiêu. Tòa thánh Tây Ninh là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Tây Ninh nhiều nhất, chỉ sau khu du lịch núi Bà Đen. Là một trong những đạo giáo nổi tiếng tại miền Nam từ những năm 1930 do người Việt phát đạo. Và đến hiện tại, đạo Cao Đài này có khoảng hơn 5 triệu tín đồ, có cả ở Việt Nam và trên thế giới. Là một trong 4 tôn giáo có nhiều tín đồ nhất tại Việt Nam, trong đó có Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Tòa thánh Tây Ninh là nơi đặt bộ máy trung ương truyền đạo Cao Đài, là nơi tôn thờ Thượng Đế, được gọi là Đấng Chí Tôn. Đến đây các bạn sẽ chiêm ngưỡng được quần thể các công trình kiến trúc đặc biệt nằm trong khuôn viên rộng 1,2 km², được xem là một trong những thánh địa tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và một điều đặc biệt nữa là tòa thánh Cao Đài này là công trình kiến trúc được xây dựng theo kiểu bê tông cốt tre nổi tiếng của Việt Nam, đã có tuổi thọ hơn 75 năm. Đến đây, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về triết lý đạo cũng như là các nghi lễ đặc trưng. Đạo Cao Đài là tôn giáo được dung hợp từ nhiều yếu tố của các đạo giáo lớn như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Hồi giáo và cả một số tôn giáo đa thần từ thời cổ đại, từ Đông sang Tây. Quả thật là rất vĩ đại luôn đó các bạn. Ngoài ra, khu tòa thánh này cũng là nơi check-in yêu thích của các bạn trẻ khi du lịch đến Tây Ninh bởi vẻ đẹp độc lạ của các lối kiến trúc mang dáng vẻ huyền bí của phương Đông. Và đừng vội lướt qua video này, hãy xem hết để hiểu về điểm du lịch tâm linh lớn nhất Tây Ninh này nhé mọi người. Nằm gần trung tâm thành phố Tây Ninh với diện tích rộng 1,2 km², được bao bọc bởi một vòng tường gạch khép kín với 12 cánh cổng ra vào. Và đây là cánh cổng chính, được gọi là cổng chánh môn. Và hầu hết tất cả cánh cổng đều được chạm khắc rất tinh tế với hình tứ linh và hoa sen. Riêng cửa chánh môn này là lớn nhất và có cách thức trang trí đặc biệt hơn, đó chính là hình hai con rồng lớn trên châu. Như các bạn có thể thấy, hai con rồng rất là to, ở giữa có một hạt châu được đặt trên một hoa sen. Ngày thường thì cánh cổng này sẽ không mở, chỉ mở vào các ngày đại lễ hoặc khi có thượng khách đến tòa thánh. Mọi người muốn vào bên trong mình phải đi bằng các ngõ khác nhỏ hơn. Từ cổng chính này đi thẳng vào, các bạn sẽ nhìn thấy tòa chánh điện là nơi thờ Thiên Nhãn. Con đường này rất rộng, giống như một cái quảng trường vậy đó các bạn. Đây được gọi là sân Đại Đông. Ở đây có các công trình như tòa tháp Cửu Trùng Thiên và pho tượng Thái tử Tất Đạt Đa, là tiền thân của Đức Phật, cỡ ngựa hướng về phía tây nhìn ra cổng chánh môn. Đi vào bên trong nữa, các bạn sẽ bắt gặp trụ phướng, là cây trụ treo cờ đạo, cây bồ đề. Và hai bên đường này có hai khán đài rất là to, là nơi để các tín đồ theo đạo hoặc người dân xem các trò chơi dân gian, các màn biểu diễn nghệ thuật hay thi múa lân tứ linh tại sân Đại Đồng này vào các ngày lễ lớn. Tòa thánh đang ở phía trước kìa các bạn. Thật sự khu này rất là rộng luôn, mình thấy có rất là nhiều cây xanh bao quanh. Và đây là tòa thánh Tây Ninh. Thoạt nhìn có kiến trúc giống như là các thánh đường của Thiên Chúa giáo vậy đó các bạn. Để mình quay một vòng cho các bạn xem.
đại nhất của đạo Cao Đài đang tọa lạc tại thành phố Tây Ninh. Và đây là chánh điện thờ Thiên Nhãn. Như các bạn có thể thấy, phía trước chánh điện có một hình một cái con mắt rất là to luôn. Và đây cũng là nơi hành lễ của các tín đồ theo đạo Cao Đài ở đây. Bây giờ mình sẽ vào bên trong khám phá cái kiến trúc. Như các bạn có thể thấy, kiến trúc ở đây rất là đặc biệt và độc đáo, là vì nó kết hợp giữa nhiều lối kiến trúc của các tôn giáo trên thế giới. Và bây giờ các bạn sẽ đi vào bên trong với mình khám phá chi tiết bên trong này nhé. Từ phía trước nhìn vào, các bạn sẽ thấy hai tháp chuông rất là cao, lên đến 36 mét. Nhìn từ xa, công trình có nét tương đồng với hệ thống tháp chuông tại các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ở giữa nóc tòa thánh có đặt bức tượng Phật Di Lặc, và mặt trước có hình một con mắt tỏa ánh hào quang. Đây chính là biểu tượng thiên nhãn của đạo Cao Đài, đại diện cho đấng tối cao là Thượng Đế. Tòa thánh Cao Đài này có chiều dài lên đến 100 mét, chiều rộng là 22 mét, với tổng thể mang hình dáng một con long mã đang bái sư. Long mã có hình dáng như thế này nè các bạn, đó là một linh vật kết hợp giữa rồng và ngựa và chỉ có trong truyền thuyết. Một điều rất đặc biệt của công trình này là được xây dựng bằng bê tông cốt tre, tức là người ta dùng tre thay cho cốt sắt đó các bạn. Được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1947 thì hoàn thành, là một trong những công trình kiến trúc cốt tre nổi tiếng của vùng Đông Nam Bộ. Ở giữa nóc tòa thánh có đặt một biểu tượng con long mã đang đứng trên một quả địa cầu. Đây chính là biểu tượng của công trình này đó mọi người. Nó được gọi là Ninh Phong Đài. Trên đó có tượng con long mã đang chạy về hướng Tây nhưng quay đầu về hướng Đông, hàm nghĩa là đạo xuất phát từ phương Đông, truyền qua phương Tây nhưng rồi cũng trở về với phương Đông. Ở phía trước tòa thánh, các bạn sẽ bắt gặp hai cái bảng cáo hiệu như thế này. Quy định là đàn ông sẽ đi vào bên cửa bên phải, còn phụ nữ thì đi vào cửa bên trái. Cửa chính giữa là các bạn sẽ không được phép vào, và đó là quy định, mình cũng không biết vì sao nữa. Và khi vào bên trong, các bạn còn phải tuân theo những quy định nhất định của tòa thánh này. Hiện tại mình đã vào bên trong rồi. Wow, bên trong đây rất là rộng luôn các bạn. Có hai hàng cột được chạm khắc rồng quấn quanh cây cột, rất là đẹp và uy nghiêm luôn. Màu sắc rất là rực rỡ. Và trước khi vào trong, mình được các cô trong đây dặn một số quy định, như mình được phép ghi hình nhưng không được quay dính người, chỉ được đi bên hông hàng cột và đi thẳng tới phía trước, không được quay đầu ngược lại, và cũng không được đi vào chính giữa tòa thánh, vân vân. Lần đầu tiên mà mình đến một địa điểm tôn giáo có nhiều quy định đối với khách tham quan cũng như là các tín đồ như vậy đó các bạn. Nhưng mà cũng phải chấp nhận nha, bởi vì đây là nơi tôn nghiêm. Đi vào cuối tòa thánh, các bạn sẽ gặp một bát quái đài rất là to. Nơi này đặt quả càn khôn là nơi thờ thiên nhãn, được bao quanh bởi 8 cây cột đặt ở 8 góc của bát quái đài. Quả càn khôn được cẩn 3072 ngôi sao, có ý nghĩa tượng trưng cho tam thiên thế giới và thất thập nhị địa. Trong đó quả cầu là trái đất của chúng ta đang ở, là địa cầu thứ 68. Trên chùm sao Bắc Đẩu thì vẽ thiên nhãn, ở giữa ngọn đèn đặt tại tâm của quả địa cầu, tượng trưng cho ngôi thái cực của Đức Chí Tôn. Quả càn khôn này được đặt trên 12 cấp của bát quái đài, có ý nghĩa rất sâu xa. Nó tượng trưng cho 12 tầng trời do Thượng Đế lập ra. Đó là một số ý nghĩa mà mình nghe các cô chú trong này truyền lại, cho nên là mình chia sẻ thêm với các bạn, chứ thật ra mình cũng không có hiểu lắm về đạo Cao Đài. Tòa thánh Tây Ninh này được gọi là Tổ Đình vì đây là nơi xuất phát đạo của đạo Cao Đài, là nơi đặt cơ quan trung ương của Hội Thánh Cao Đài để điều hành toàn bộ các hoạt động truyền giáo và cứu độ nhân sinh trên toàn Việt Nam và cả thế giới, là nơi thờ phượng Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con mắt trên kia là tượng trưng đại diện cho Đấng Chí Tôn và các đấng giáo chủ, những người khai đạo ở trần gian, như Đức Thích Ca đại diện cho đạo Phật, Đức Lão Tử đại diện cho đạo Tiên, Đức Khổng Tử đại diện cho đạo Nho. Và đó cũng là ba tam đạo lớn nhất của đạo Cao Đài. Mọi lối kiến trúc ở đây đều mang trong nó một ý nghĩa nhất định, bởi vậy người ta mới gọi đây là một công trình vĩ đại nhất của đạo Cao Đài. Như các khung cửa sổ ở hai bên tòa thánh có một ý nghĩa rất là rộng, như là hiểu hơn về kiến trúc đặc biệt của ngôi tòa thánh Tây Ninh này. Ngoài tòa chính điện này ra, bên trong toàn bộ khu nội đô còn có gần 100 công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhỏ khác nhau. Mình có thể kể đến như Bảo Ân Từ, là đền thờ Phật Mẫu, các cơ quan đạo cấp trung ương, Bụ Tháp, Vũ Trùng Đài hay công viên hình bát quái, vân vân. Và liên kết giữa những kiến trúc này là những con đường rộng thênh thang. Diện tích to như vậy, tòa thánh Tây Ninh được xem là một trong những thánh địa tôn giáo lớn nhất Việt Nam và thế giới, là nơi đặt bộ máy trung ương của đạo giáo Cao Đài. Hàng năm, tòa thánh Tây Ninh thu hút hàng triệu du khách tham quan cũng như các tín đồ hành hương.
Kiến trúc độc đáo và nét phối hợp giữa quan điểm triết học Đông Tây, tòa thánh Tây Ninh thể hiện một sự tổng hợp của nhiều yếu tố tâm linh một cách rất dung hòa của các đạo giáo. Hàng năm tại đây sẽ có hai dịp đại lễ, đó là lễ Vía Đức Chí Tôn vào ngày mùng 9 tháng Giêng và hội yến Diệu Trì Cung vào ngày 15 tháng 8. Vào những ngày này sẽ thu hút rất nhiều tín đồ và du khách về dự lễ. Do đó, ở khu vực xung quanh tòa thánh địa quy tụ rất nhiều tín đồ sinh sống, được xem là một trong những nơi có tỷ lệ người ăn chay lớn nhất nước, thậm chí trên cả thế giới. Tiết mục và là mình và các em sẽ cùng đến với khuôn viên của tòa thánh này nha các bạn. Thì có hai bên là người ta sẽ nuôi khỉ á, mình nghe đồn đâu là người ta thả khỉ vào đây, hình như là lúc đầu là thả có một hai cặp thôi mà bây giờ nó chúng sinh sôi nảy nở á, nên là rất là nhiều các bạn, nên là người dân xung quanh đây người ta thường ghé lại là người ta cho khỉ thức ăn đó nha các bạn. Ở đây bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cùng xem luôn nhé, cái trong nó dở đuôi này đợt mà chân coi trên cái mặt tại thiên vậy nè, cho ăn chê nữa, cho làm dáng làm kiểu, làm lơ kìa, làm lơ kìa, cảnh hả mày? Trời ơi, thấy là con đi chạy cái dễ vậy? Cho ăn còn chậm. Đến đây mình xin kết thúc video. Rất cảm ơn các cô chú trong tòa thánh đã hỗ trợ và hướng dẫn mình cũng như là những du khách đến đây được hiểu thêm phần nào về đạo Khao Đài. Xin chúc quý đạo thật nhiều sức khỏe và bình an. Rất cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ về tòa thánh Tây Ninh. Hy vọng sẽ có dịp về lại nơi đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo.